Chào các bạn, lại là mình đây. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là An, nhân viên bán hàng tại Head Honda Hồng Đức 10. Địa chỉ của cửa hàng là ấp Chào Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của An là 0939 73 4142. Số điện thoại này thì An có đăng ký Zalo, các bạn có thể gọi trực tiếp cho An hoặc là mình gửi các bạn Zalo với An. Thì An sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn về giá xe cũng như là chương trình khuyến mãi để cho các bạn lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhất. Thì hôm nay An xin báo giá dòng xe Way RSX trong tháng 3 này bao gồm những gì và chương trình khuyến mãi ra sao. Thì xin mời các bạn mình xem hết cái video này. Đối với dòng xe Way RSX thì gồm có 3 phiên bản: phiên bản bánh căm thắng đùm, phiên bản kế tiếp là phiên bản thứ hai, phiên bản bánh căm thắng đĩa, kế tiếp là phiên bản thứ ba là phiên bản bánh mâm. Thì đối với cái dòng Way RSX, nếu các bạn mua bánh căm thắng đùm thì giá gốc là 24.490.000, các bạn mua xe sẽ được giảm 1 triệu trong tháng 3 này, thì còn lại là 23.490.000. Kế tiếp là phiên bản thứ hai là phiên bản bánh căm thắng đĩa, giá gốc là 25.490.000, các bạn mua xe cũng được giảm 1 triệu thì còn lại là 24.490.000. Kế tiếp là phiên bản thứ ba, phiên bản bánh mâm, giá gốc là 27.490.000, các bạn mua xe sẽ được giảm 1 triệu trừ vào giá xe thì còn lại là 26.490.000. Thì giá trên là chưa bao gồm tiền trước bạ biển số nha các bạn. Thì khi các bạn mua xe tại Head Hồng Đức 10 thì sẽ được tặng thêm gói quà là nón bảo hiểm nửa đầu có kính cao cấp, một cái áo thun cao cấp, 2 lít xăng, móc khóa và thẻ VIP. Ngoài ra nếu các bạn có nhu cầu mình phủ nano nè, tăng độ bóng màu xe của mình, gắn chống trộm để bảo vệ xe mình, hoặc là gắn ba ga để mình trang trí xe cho đẹp hơn thì sẽ được giảm thêm là 30%. Và khi mình thay nhớt thì sẽ được giảm thêm là 50% tiền nhớt được 6 lần. Ví dụ thay nhớt 100.000 thì bên cửa hàng hỗ trợ các bạn là 50%, chỉ còn có 50.000 thôi. Đó. Em sẽ quay cho các bạn xem một vòng ha. Đây. Thì em xin lấy một bản tính ngẫu nhiên của dòng xe Way RSX này. Cái giá gốc là 23.490.000. Các bạn trả trước 20% là 4.700.000 đồng. Mình vay lại là 18.790. Và mình góp 18 tháng, mình đóng số tiền là 1.355.000. 20 tháng là 1.252.000. Và 24 tháng là 1.104.000. Thì thủ tục trả góp cực kỳ đơn giản. Chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân và sổ khẩu. Thì bên cửa hàng còn hỗ trợ lên hồ sơ online cho các bạn. Chỉ cần các bạn gửi thông tin qua trang và ai sẽ hỗ trợ chuyển hồ sơ các bạn qua bên ngân hàng. Khi nào sơ đậu thì mình tới cửa hàng mình đóng tiền mình và mình nhận xe thôi. Thì như vậy các bạn đỡ mất thời gian hơn khi mình đang hoặc là mình kẹt công việc gì đó. Thì An xin lặp lại địa chỉ của cửa hàng là Head Hồng Đức 10. Địa chỉ là ấp Chào Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của An là 0939 73 4142. Số điện thoại này thì An có đăng ký Zalo, các bạn có thể gọi trực tiếp cho An. Hoặc là mình gửi các bạn Zalo thì ai sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn về giá xe cũng như là chương trình khuyến mãi để cho mình chọn một chiếc xe phù hợp nhất. Thì nếu các bạn thấy cái video này hay hoặc là hữu ích thì xin cho An đăng ký kênh hoặc là like và chia sẻ để tạo động lực cho An ra những cái video hay hơn nữa. Rồi, An xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.